Chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bạn con máy khí nén chục vít xài động cơ dầu ha. Thì con này đang xài động cơ của Kubota anh em. Model của nó thì để mình quay model gì đây. Thì nói sơ về thông số ngoại hình xong mình sẽ vô test máy cho anh em xem. Con này thì model là BDS70SSB1 ha. Thì con này áp maximum nó là 7kg anh em, đây 7kg. Và cái lưu lượng nạp nó là 2 mét khối trên phút ha, rất là khủng luôn nha anh em. Nó chạy cái động cơ là 10 này để 18 PS hay gì á. 18 PS hay gì anh em ơi, 10 18 gì đó, không thấy rõ. 300 con này tổng trọng lượng là 395 kg nha anh em. Đó. Ha, áp maximum là 7 kg nhưng mà lưu lượng nạp cực kỳ kinh khủng anh em, 2 mét khối trên phút. 2 mét khối trên phút nha anh em. Đó. Thì đây là cái ngõ ga của nó ha. Nha. Thì đây là đồng hồ giờ nó đây. Đồng hồ này thì cái mặt kính nó bị bể rồi nhưng không ảnh hưởng gì hết trơn. Cái này đơn giản thôi anh em. Cái con này thì chạy là 3473 giờ rồi. Đó. Nha. Thì đây là cái chế độ tải, chạy thì có tải và chạy không tải. Rồi kéo le rồi đề thôi. Thì quay trong máy cho anh em nữa cái mình sẽ cái con này thì ngoài hình đẹp nha anh em, đẹp ha, không mục mọt gì hết, máy đẹp ha, màu cam ha, màu sơn zin của nó luôn nha anh em. Đó nha, bên đây là hệ thống làm mát các nước, cái bô e, cái bô lửa lộn ha, đây rồi ha. Và đặc biệt bên cho cái con này nó có một cái tấm pin năng lượng mặt trời nữa, em mình nghĩ chắc để nó sạc cái bình đó anh em, nó sạc cái bình đó, nhưng mà mình không biết lý do nên thiết kế thì sao như vậy, và mình cũng chả biết là nó có còn hoạt động cái tấm pin này còn hoạt động hay không nữa nha. Đó, nó báo trước tình hình cho anh em biết. Thì con này thì anh em sạc thì có củ đề, củ phát bình thường ha. Lấy cái đèn gọi giùm em cái lốc máy cái. Đây, con này thì chạy động cơ Kubota nha anh em. Máy rất là đẹp nha. Máy đây, anh em thấy nè. Động cơ Kubota ha. Nói chung là bên mình rửa sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi. Động cơ Kubota ba máy ha. Đó. Ở đây là cái máy, bên kia là các nước, rồi là hệ thống làm mát, bên đây là bình dầu với cái con trục vít. Rồi điện đốm nó là nguyên zin hết nè, mấy con này mình chưa đụng địa chưa ha anh em. Đây, bên đây nè anh thấy cái động cơ của Kubota nha, 855566 gì đó nha. À, các nước nó đây, hệ thống làm mát bình đây, ba cái bếp vào bơm nó ha, máy rất là đẹp. À, máy Kubota rất đẹp. Và bên đây là cái hệ thống trục vít ở đây nè, bên đây mấy anh đây ha. Đó, anh thấy nè. Máy bên trong còn đẹp ha, cách âm còn rất là ok luôn nha anh em. Đó. Rồi, thì mình sẽ test thử cho anh em xem nghe tiếng máy và chạy test cái lưu lượng và chạy test áp cho anh em ha. Thì con này đề nhẹ nhàng chạy anh em. Đóng loại đề chạy cái thôi, ngon lành lắm. Thì mấy con máy như vậy rất là phù hợp fan. Mấy con máy như vậy rất là phù hợp cho anh em nào mà làm đường nè. Làm đường mà anh em thổi ba đường, như ví dụ anh em cần chán nhựa cái đường đó mà anh em thấy bụi quá anh em cần thổi thì con này là vô địch luôn. Lưu lượng lớn mà áp lớn nữa, lưu lượng 2 mét khối mà áp 7 kg nữa thì anh em thổi bay nóc nhà luôn ha. Thổi trúng chửi luôn, tại bụi quá trúng chửi chứ không gì. Ha. Rồi, test đi. Rồi, ha. Nè. Chạy im ru nha anh em, máy chạy không khói không bụi gì hết ha. Bá là cho lên 7 kg nè. Đây. Khi mở lên đậy 7 kg nó sẽ chạy chế độ không tải nha anh em. 7 kg nè. Bá đi. Ha. Rất là mạnh nha anh em. Đó. Rồi. Đây phá hết thì nó sẽ chạy với chế độ không tải và nó chạy maximum là 7 kg. Thì anh em nào muốn mà có cái bình á, gắn qua cái bình nữa cũng ok, không vấn đề gì ha. Muốn có cái bình thì gắn qua cái bình.
thì chạy ngon lành cành đào đó rồi nha, ngon lành cành đào hết nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu con máy này để xài cho mấy cái xà lan lớn mà cần cái lượng khí để thổi để gì đó thì alo em, hoặc là thổi đường thổi gì đó thì alo em. Bên em đang có hai con ha, giá thì tình thương, em sẽ để giá trên video dưới cái phần mô tả của video nha anh em. Anh em xem nếu mà thấy thích hợp thì alo em ha, khi mà bán xong em sẽ xóa giá đi nha anh em, lưu ý. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất từ bên mình nha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.